chảo lửa Trung Đông chưa hạ nhiệt. Mới đây, căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria lại bị dội tên lửa tới 3 lần trong chưa đầy 1 giờ. Ở Biển Đỏ, lực lượng Mỹ tuyên bố đã bảo vệ thành công 2.000 tàu hàng qua vùng biển này. Trên chiến trường Đông Âu, Ukraine nói tên lửa Nga đánh trúng một bệnh viện ở Donetsk, làm nhiều người bị thương. Hé lộ nội dung đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine. Lãnh đạo Thượng viện Mỹ ca ngợi việc thông qua dự luật viện trợ Ukraine và Israel. Trong khi đó, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề xuất luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas với đa số nghị sĩ Cộng hòa quyết tâm trừng phạt chính quyền ông Biden về cách xử lý biên giới Mỹ-Mexico. Ở Đông Bắc Á, Triều Tiên tiếp tục phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển. Mỹ xem nỗ lực phát triển vũ khí của Triều Tiên là nghiêm túc. Indonesia chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử. Cử tri tại một số khu vực không thể đi bỏ phiếu vì lũ lụt. Đặc sắc lễ hội hóa trang mừng mùa chay thánh ở Tây Ban Nha. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ. Ngọc Anh xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tiếp tục cập nhật diễn biến ở Trung Đông, các nguồn tin tức trong đó có Sputnik của Nga mới đây đưa tin, căn cứ của Mỹ nằm trên mỏ dầu Al Omar, tỉnh Deir ez-Zawr, phía đông Syria tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công, giữa bối cảnh tâm lý chống Mỹ ngày càng gia tăng trong khu vực. Một nguồn tin địa phương tại Syria nói với Sputnik, trong chưa đầy 1 giờ vào hôm 13 tháng 2, căn cứ của Mỹ đã bị tấn công 3 lần, lần đầu tiên là 2 tên lửa và sau đó là 3 tên lửa nữa được bắn vào căn cứ này. Lực lượng Mỹ không thể đánh chặn chúng. Theo nguồn tin, trong đợt tấn công thứ ba, hơn 10 tên lửa đã đánh trúng căn cứ khiến hỏa hoạn bùng phát. Quân đội Mỹ đã phản ứng trước vụ việc bằng cách pháo kích vào các vị trí của lực lượng tấn công. Trực thăng của Mỹ cũng được triển khai tuần tra trong khu vực. Lực lượng Mỹ đã kiểm soát các vùng lãnh thổ phía đông và đông bắc Syria, chẳng hạn như tỉnh Deir ez-Zawr, Al-Hasaka và Raqqa, nơi có mỏ dầu khí lớn nhất quốc gia Trung Đông này. Chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã nhiều lần chỉ trích việc quân đội Mỹ hiện diện trên lãnh thổ đất nước là một sự chiếm đóng, vi phạm chủ quyền quốc gia trắng trợn, cũng như cáo buộc Washington muốn kiểm soát các mỏ dầu ở nước này. Sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra, lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq đã nhiều lần tấn công các căn cứ Mỹ ở Iraq và Syria bằng tên lửa và máy bay không người lái. Các nhóm này tỏ ra phẫn nộ trước sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực mà họ coi là nguồn gây ra bất ổn, cũng như việc Washington hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza. Tháng trước, giới chức Mỹ cáo buộc lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq đứng sau vụ tập kích máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Mỹ ở Jordan, khiến 3 quân nhân thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Đáp trả, Mỹ đã tập kích hàng loạt mục tiêu của các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq và Syria. Washington tuyên bố đây mới chỉ là màn mở đầu cho chiến dịch trả đũa. Ở Biển Đỏ, lực lượng Mỹ trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower hôm 13 tháng 2 tuyên bố họ đã bảo vệ thành công khoảng 2.000 tàu hàng di chuyển qua vùng biển này. Chỉ huy Hải quân Mỹ Mark Milley cho biết thêm họ ghi nhận sự suy giảm các cuộc tấn công của phiến quân Houthi chống lại hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế ở Biển Đỏ trong 60 ngày qua. Nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn tại Yemen khẳng định hành động của họ nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, đồng thời thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Cũng trong ngày 13 tháng 2, thủ lĩnh Houthi Abdul Malik al-Houthi cho biết trên sóng truyền hình, nhóm này đã ngăn chặn mọi tàu liên kết với Israel đi qua vịnh Aden trong tuần qua. Ông nói Israel cũng không thể bảo vệ các tàu của họ di chuyển qua eo biển Bab al-Mandab. Cả Mỹ và Anh cũng đã thất bại. Đây là thành công của chúng ta. Các cuộc tấn công của Houthi kể từ tháng 11/2023 đã buộc một số hãng vận tải biển dừng các chuyến hành trình qua Biển Đỏ và chọn tuyến đường dài hơn và đắt đỏ hơn quanh châu Phi. RT đưa tin Israel đã tiến một bước gần hơn đến việc cấm kênh truyền thông Al Jazeera sau khi cáo buộc một phóng viên của mạng lưới có trụ sở tại Qatar này làm việc cho Hamas.
Quốc hội Israel mới đây đã bỏ phiếu với tỷ lệ 25-4 thông qua dự luật cho phép tạm thời đặt ngoài vòng pháp luật các cơ quan truyền thông nước ngoài mà Bộ Quốc phòng coi là có hại cho an ninh quốc gia. Luật được gọi là luật Al Jazeera để ghi nhận việc nhắm mục tiêu vào kênh truyền thông trên. Biện pháp được tiến hành sau khi phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel cáo buộc phóng viên Mohammed Wasa của Al Jazeera là thành viên lực lượng khủng bố. Trung tá Avichai Andrei cho biết trên Twitter, buổi sáng anh ta là nhà báo của kênh Al Jazeera, buổi tối anh ta là kẻ khủng bố ở Hamas. Luật Al Jazeera được Bộ trưởng Truyền thông Shlomo Kari soạn thảo vào năm ngoái, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên chiến với Hamas sau cuộc đột kích chết người vào ngày 7 tháng 10. Bộ trưởng Kari lập luận, các bài báo của Al Jazeera cấu thành sự kích động chống lại Israel, giúp đỡ Hamas, ISIS và các tổ chức khủng bố khác tuyên truyền bạo lực chống lại Israel. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã yêu cầu chính phủ Qatar can thiệp để kênh này giảm tần suất đưa tin về cuộc xung đột ở Gaza. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế IFJ đã phản ứng với cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Israel, cáo buộc nhà nước Do Thái sử dụng an ninh quốc gia như cái cớ để hạn chế phương tiện truyền thông chỉ trích cuộc chiến, cũng như cố gắng kiểm duyệt tin tức về những gì đang diễn ra ở Gaza. Hai nhân viên của Al Jazeera bị thương trong cuộc không kích của Israel ở miền nam Gaza hôm 13 tháng 2. Theo mạng lưới này, phóng viên Ismail Abu Omar đã phải cắt cụt chân trong khi người quay phim Ahmed Mata bị vết thương nặng ở mặt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã gửi lời chia buồn chân thành tới Al Jazeera và cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Israel để làm rõ nguyên tắc rằng các nhà báo phải được bảo vệ ở chiến trường. AFP dẫn thông tin từ một nhóm giám sát nhân quyền cho biết các chiến binh thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã sát hại 9 binh sĩ Syria tại sa mạc Badia rộng lớn của đất nước bị chiến tranh tàn phá hôm thứ Ba 13 tháng 2. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nêu rõ trong một tuyên bố các binh sĩ thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi họ tập trung tại khu vực ở phía đông tỉnh Hama, miền trung Syria. IS chưa bình luận về thông tin, nhóm Hồi giáo theo dòng Sunni này đã tăng cường triển khai các cuộc tấn công cực đoan ở Syria trong những tháng gần đây, đặc biệt là tại khu vực sa mạc Badia kéo dài từ ngoại ô thủ đô Damascus đến biên giới Iraq. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, đầu tháng này IS đã giết chết 5 thành viên lực lượng vũ trang của chính phủ tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một cuộc tấn công khác của IS hôm 9 tháng 1 cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 14 binh sĩ Syria ở phía đông tỉnh Homs. Đất nước Syria đã chìm sâu trong cuộc nội chiến bùng phát vào năm 2011 sau làn sóng đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, khiến hơn 1 triệu người thiệt mạng. Trên chiến trường Đông Âu, Reuters dẫn lời ông Vadim Filatskin, thống đốc tỉnh Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, cho biết hôm 14 tháng 2 rằng Nga vừa tiến hành một số cuộc tấn công tên lửa vào thị trấn Selidov trong khu vực, làm hư hại một bệnh viện, cũng như phá hủy hàng chục căn hộ dân cư và làm bị thương một số người. 3 trường hợp, trong đó có một trẻ em hiện mắc kẹt dưới đống đổ nát của bệnh viện, ông Filatskin viết trên Telegram. Ông nói thêm khoảng 100 bệnh nhân đã được sơ tán đến trung tâm y tế ở các thị trấn lân cận. Reuters không thể xác thực báo cáo trên. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận. Kể từ đầu cuộc chiến, cả Nga và Ukraine luôn phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường. Theo giới chức Ukraine, thị trấn Selidov, nơi có dân số khoảng 24.000 người trước xung đột, đã hứng chịu các cuộc không kích ngày càng gia tăng về tần suất lẫn cường độ từ lực lượng Nga trong những tuần gần đây. Hiện Moscow đang kiểm soát gần 60% tỉnh Donetsk. Ba nguồn tin thân cận từ Nga vừa tiết lộ với Reuters đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về một lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đã bị Mỹ bác bỏ sau cuộc tiếp xúc giữa các bên trung gian. Theo nguồn tin, trong năm 2023, ông Putin đã gửi tín hiệu tới Mỹ một cách công khai và riêng tư thông qua các kênh trung gian, trong đó có các đối tác của Nga tại Trung Đông và những nước khác rằng ông sẵn sàng xem xét lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin đề xuất đóng băng cuộc xung đột, giữ nguyên hiện trạng tiền tuyến và quyết không từ bỏ những khu vực mà Nga đang kiểm soát. Các bên trung gian bắt đầu gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2023. Đề xuất của ông Putin được chuyển đến Washington và được thảo luận trong cuộc họp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, Ngoại trưởng Antony Blinken và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Bill Burns.
Ý tưởng là ông Sullivan sẽ đối thoại với ông Yuri Yushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của ông Putin, nhằm đề ra các bước tiếp theo. Ông Sullivan liên lạc với ông Yushakov hồi tháng 1 và nói rằng Washington sẵn sàng thảo luận với Moscow về các khía cạnh trong quan hệ song phương, nhưng không đàm phán ngừng bắn nếu không có Kiev, một nguồn tin giấu tên Nga cho biết như vậy. Điện Kremlin cho rằng việc duy trì liên lạc với Mỹ trong vấn đề này sẽ không mang lại kết quả, vì vậy chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn sẽ tiếp diễn. Một nguồn tin khác nói, mọi thứ sụp đổ bởi người Mỹ, họ không muốn gây áp lực với Ukraine. Cũng theo các nguồn tin, Mỹ không tin tưởng Tổng thống Putin muốn ngừng bắn, dù ông ấy thực sự muốn như vậy. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin cũng sẵn sàng chiến đấu đến cùng và Nga có thể làm điều đó. Điện Kremlin, Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và CIA đều từ chối bình luận về thông tin trên. Đài RT đưa tin lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer mới đây cho biết các thượng nghị sĩ của cả hai đảng ủng hộ viện trợ Ukraine và Israel là tín hiệu mạnh mẽ đối với Nga và Trung Quốc, cũng như các đồng minh của Washington. Thượng viện gồm 100 thành viên đã thông qua dự luật an ninh quốc gia trị giá 95 tỷ đô la với 70 phiếu ủng hộ và 29 phiếu phản đối. 8 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã dành gần như cả đêm để phản đối đề xuất. Ông Schumer nói trong cuộc bỏ phiếu hôm 13 tháng 2, hôm nay chúng tôi khiến nước Nga và Trung Quốc hối tiếc và nghi ngờ quyết tâm của nước Mỹ. Chúng tôi cũng gửi thông điệp rõ ràng mang tính quyết tâm tới các đồng minh trong NATO. Nghị sĩ Schumer ca ngợi việc thông qua dự luật sẽ tác động lớn đến an ninh của nền dân chủ phương Tây. Dự luật Thượng viện vừa qua sẽ viện trợ cho Ukraine 61 tỷ đô la, 14 tỷ đô la cho Israel để chống lại Hamas và gần 5 tỷ đô la trang bị vũ khí cho đồng minh ở Thái Bình Dương. Đảng Cộng Hòa phản đối dự luật tài trợ Ukraine, chỉ ra rằng nó sẽ nâng tổng số tiền viện trợ của Mỹ cho Kiev lên gần 200 tỷ đô la. Đảng Dân Chủ phản bác rằng điều đó tốt cho ngành công nghiệp vũ khí Mỹ. Không tiếp tục gửi tiền cho Kiev sẽ làm tổn hại danh tiếng và quyết tâm của Washington. Lập luận trên cuối cùng đã làm lung lay quyết định của 22 đảng viên Cộng Hòa. Mặc dù được Thượng viện thông qua, nhưng dự luật cần sự ủng hộ của Hạ viện, nơi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số mỏng manh. Dự luật ngày hôm nay sẽ không bao giờ được thông qua tại Hạ viện, sẽ không bao giờ trở thành luật, Thượng nghị sĩ Rick Scott, đảng viên Cộng hòa từ Florida, nói trong bài phát biểu sau khi Thượng viện thông qua. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trước đây mô tả đề xuất này là đã chết yểu, nhưng với việc nhiều thành viên Cộng hòa đổi ý, khả năng cao sẽ được thông qua trước khi Tổng thống Joe Biden ký thành luật chính thức. Cùng ngày, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, cáo buộc ông không giải quyết được dòng người di cư vượt biên trái phép từ Mexico. Theo đài RT, đề xuất luận tội ông Mayorkas đã được thông qua trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 214 trên 213 vào ngày 13 tháng 4. Có 3 đảng viên Cộng hòa cùng với tất cả đảng viên Dân chủ bỏ phiếu chống. Trong một kiến nghị dài 22 trang, các nhà lập pháp cho biết ông Mayorkas đã từ chối tuân theo quyết định của tòa án liên bang, nói rằng ông phải chịu trách nhiệm về làn sóng gia tăng tị nạn ở biên giới phía Nam. Hồ sơ cũng cáo buộc quan chức này đã đánh lừa quốc hội vì hành động theo cách hoàn toàn không phù hợp với nhiệm vụ và pháp quyền được giao. Kiến nghị luận tội có nội dung, trong suốt nhiệm kỳ Bộ trưởng An ninh Nội địa, ông Alejandro Mayorkas đã nhiều lần vi phạm các luật do quốc hội ban hành liên quan đến nhập cư và an ninh biên giới. Phần lớn do hành vi trái pháp luật của ông ấy, hàng triệu người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ mỗi năm và nhiều người ở lại bất hợp pháp. Ông Mayorkas đã vượt qua đợt luận tội vào tuần trước trong cuộc bỏ phiếu xích sao 214 trên 216 khi 4 thành viên Cộng hòa đứng về phía phe Dân chủ. Cả đảng Dân chủ và Bộ An ninh Nội địa đều phản đối động thái trên, trong đó dân biểu California Tom McClintock nói rằng cáo buộc chống lại ông Mayorkas đã kéo dài và bóp méo hiến pháp. Ông dự đoán việc luận tội sẽ bị bác bỏ tại Thượng viện, nơi sẽ kết tội hoặc tuyên án trắng cho người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa. Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Maya Ehrenberg cho biết các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện sẽ được lịch sử ghi nhớ vì chà đạp hiến pháp, đặt lợi ích chính trị thay vì nỗ lực giải quyết những thách thức nghiêm trọng ở biên giới. Các nhà lập pháp Hạ viện đã dành nhiều tháng để tranh cãi về tài trợ bổ sung cho an ninh biên giới trong bối cảnh làn sóng người di cư rất nhiều. Đảng Cộng hòa khẳng định phải dành tiền cho cuộc khủng hoảng biên giới trước khi họ đồng ý gói viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine.
Lầu Năm Góc mới đây thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã được xuất hiện hôm 13 tháng 2 sau quá trình điều trị vấn đề bàng quang bằng thủ thuật gây mê toàn thân khi ông đang chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Tuyên bố của Lầu Năm Góc có đoạn ông ấy đang phục hồi tốt và tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Theo thông báo, Bộ trưởng Austin sẽ làm việc tại nhà một thời gian trước khi trở lại Lầu Năm Góc vào cuối tuần này. Nhà Trắng đã được thông báo về lịch làm việc của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông Austin, 70 tuổi, đã một lần nữa nhập viện hôm 11 tháng 2. Các bác sĩ tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở ngoại ô Washington cho biết, vấn đề bàng quang của Bộ trưởng liên quan đến cuộc phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt mà ông thực hiện vào 2 tháng trước. Bộ trưởng Austin đã hứng chịu chỉ trích và làn sóng kêu gọi từ chức từ nhiều nghị sĩ Cộng hòa. Sau khi bí mật nhập viện phẫu thuật hồi tháng 12/2023 và tái nhập viện vào tháng 1 do các biến chứng nhiễm trùng đường tiết niệu, ông Austin hiện nắm vai trò chủ chốt trong nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho Ukraine của chính quyền Tổng thống Biden. Ông có kế hoạch tới Brussels dự cuộc họp sắp tới của nhóm liên hệ quốc phòng Ukraine. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã hủy bỏ lịch trình và thông báo ông Austin sẽ tham gia họp bằng hình thức trực tuyến. Các vấn đề về sức khỏe của ông Austin cũng xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang ở Trung Đông sau khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra hôm 7 tháng 10. Cùng ở Mỹ, ông Jared Kushner, con rể và từng là cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Donald Trump, vừa cho biết ông sẽ từ chối yêu cầu trở lại Nhà Trắng làm việc nếu trong trường hợp bố vợ đắc cử vào tháng 11 tới. Theo The Hill, ông Kushner cam kết làm việc cho công ty đầu tư của mình là Affinity Partners và không giữ vai trò gì trong chính phủ nữa. Ông nói như vậy trong cuộc phỏng vấn tại hội nghị ASIOS BFD ở thành phố Miami hôm 13 tháng 2. Ông cam kết mạnh mẽ với nhà đầu tư, công ty, nhân viên và đối tác. Ông Kushner chia sẻ với biên tập viên kinh doanh Dan Brimack của ASIOS: "Tôi rất may mắn được đóng một vai trò trong chiến dịch tranh cử, sau đó tham gia cùng ông ấy trong vai trò quản lý tại Nhà Trắng. Có một số điều đáng kinh ngạc mà chúng tôi làm được cùng nhau. Rất tự hào về thời gian đó, nhưng lần này tôi nghĩ ông ấy có thể xây dựng một đội ngũ thực sự năng lực dựa trên những người sẵn có." Ông Kushner cho biết rất thích làm việc trong 4 năm dưới thời chính quyền Trump, nhưng cũng vui khi thoát khỏi ánh đèn sân khấu và sống cùng gia đình ở Florida. Theo ông Kushner, chiến dịch tranh cử năm 2024 của cựu Tổng thống Trump được tổ chức tốt và đội ngũ xung quanh rất có năng lực, hơn rất nhiều so với năm 2016 khi đội ngũ phần nhiều là các thành viên trong gia đình. Trong nhiệm kỳ trước của cựu Tổng thống Trump, con rể Jared Kushner là cố vấn hàng đầu các chính sách liên quan tới Trung Đông. Ông được xem là một trong những kiến trúc sư tạo ra Hiệp định Hòa bình Abraham giữa Israel với hàng loạt quốc gia Ả Rập. Tại khu vực Đông Bắc Á, Yonhap dẫn tuyên bố của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình ra biển vào ngày hôm nay 14 tháng 2. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân JCS cho biết các tên lửa được phóng vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương ra vùng biển phía đông bắc thành phố duyên hải Wonsan của Triều Tiên. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc không nêu rõ số lượng tên lửa. Thông báo của JCS gửi tới truyền thông nêu rõ, quân đội Hàn Quốc tiếp tục tăng cường giám sát và cảnh giác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi những hành động tiếp theo của Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 5 của Triều Tiên kể từ đầu năm. Thời gian qua, Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều vụ thử vũ khí, bao gồm phóng tên lửa hành trình từ biển và đất liền, cũng như bắn pháo vào vùng biển gần hải giới Liên Triều ở phía Tây. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, Nhà Trắng cho biết vào hôm 13 tháng 2, Mỹ coi nỗ lực của Triều Tiên nhằm phát triển các hệ thống vũ khí tinh vi là rất nghiêm túc, trong bối cảnh lo ngại sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Moscow và Bình Nhưỡng có thể làm phức tạp nỗ lực răn đe của Seoul và Washington. Ông John Kirby, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đưa ra nhận xét trên khi Bình Nhưỡng và Moscow tăng cường hợp tác quân sự. Ví dụ, Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Moscow và các cuộc gặp cấp cao hai bên diễn ra liên tục. Tuy vậy, cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ việc cung cấp vũ khí này. Ông Kirby nói trong cuộc họp báo, "Chúng tôi rất để tâm những nỗ lực không ngừng nghỉ của Triều Tiên nhằm phát triển các hệ thống vũ khí tinh vi. Chúng tôi cũng rất coi trọng liên minh với Hàn Quốc. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đề cập nhiều lần. Mỹ thường xuyên bổ sung nguồn lực để làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương với Hàn Quốc, cũng như mối quan hệ ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản." Thời gian qua, việc Triều Tiên và Nga tăng cường hợp tác khiến Mỹ và Hàn Quốc lo ngại. Hợp tác này có thể giúp Bình Nhưỡng nâng cao đáng kể năng lực quốc phòng.
Ví dụ, họ đã lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh Do Thám vào cuối năm 2023, dự kiến sẽ tiếp tục phóng trong năm 2024 này. Đài truyền hình Fuji TV của Nhật Bản trích dẫn các nguồn tin chính phủ đưa tin hôm nay 14 tháng 2. Thủ tướng nước này là Fumio Kishida đang xem xét kế hoạch thăm Hàn Quốc vào ngày 20 tháng 3 tới. Theo Fuji TV, ông Kishida mong muốn gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và thảo luận các vấn đề bao gồm Triều Tiên trước khi quốc gia láng giềng Đông Bắc Á tổ chức bầu cử lập pháp vào tháng 4. Lần cuối Thủ tướng Nhật Bản Kishida tới thăm Hàn Quốc là vào tháng 5 2023, đánh dấu việc nối lại toàn diện hoạt động ngoại giao con thoi giữa hai nước sau khi quan hệ song phương được cải thiện. Trong khi đó, truyền thông Nga vừa đưa tin, trưởng phái đoàn đảng lao động cầm quyền Triều Tiên đã hội đàm với lãnh đạo đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng sâu sắc về quân sự cũng như nhiều lĩnh vực khác. Hãng tin RIA Novosti cho biết ông Kim Suk-yeol, ủy viên dự quyết Bộ Chính trị đảng lao động Triều Tiên, đã gặp ông Zyuganov hôm 13 tháng 2 tại Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga. Trong cuộc gặp, ông Kim chia sẻ, Bình Nhưỡng đặc biệt chú ý đến mối quan hệ với Moscow và chuyển lời chào mừng ông Zyuganov từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bên kia, ông Zyuganov cho biết rất hoan nghênh sự liên lạc ngày càng tăng giữa các đảng phái chính trị và cơ quan hai nước. Phái đoàn Triều Tiên dự kiến sẽ tham dự diễn đàn vì quyền tự do của các quốc gia từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2. Truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn chưa đưa tin về cuộc hội đàm giữa ông Kim Sung-kyu và ông Zyuganov. Theo thông tin từ Reuters, cư dân tại quận Demak thuộc tỉnh Trung Java, Indonesia đã không thể đi bỏ phiếu tổng tuyển cử hôm 14 tháng 2 vì các điểm bỏ phiếu và nhà cửa của họ vẫn chìm trong nước lũ. Ông Ahmad Rifai, người đứng đầu ủy ban bầu cử ở tiểu khu Karangariza, cho biết việc bỏ phiếu đã bị hoãn tại khu vực và các vùng lân cận do lũ lụt. Theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia, ít nhất 21.000 cử tri bị ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết hiện nay. Indonesia là nền dân chủ lớn thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Mỹ. Cả ba nước này đều tổ chức bầu cử trong năm nay. Tuy nhiên, do Indonesia tổ chức 5 cuộc bầu cử chuyên biệt trong cùng một ngày, nên đây được coi là cuộc bầu cử trong ngày lớn nhất và phức tạp nhất trên thế giới. Hơn 200 triệu trong số 270 triệu dân quốc gia vạn đảo đủ điều kiện đi bầu cử. AFP đưa tin hàng trăm nhân viên cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục tích cực tìm kiếm 9 công nhân mỏ vàng sau vụ lở đất tại một khu mỏ lộ thiên phía đông đất nước. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lở đất càng quét một thung lũng và đổ xuống con đường, nơi một số công nhân đang di chuyển bằng phương tiện. Bộ trưởng Nội vụ Ali Zeli Kaya cho biết hiện chưa rõ tung tích của 9 công nhân nằm trong số gần 670 người làm việc tại mỏ vàng thuộc huyện Ilis, hẻo lánh của tỉnh Özyurt. Vị quan chức nói với đài truyền hình nhà nước TRT, chúng tôi đã triển khai các phương tiện cứu hộ, máy phát điện và thiết bị chiếu sáng ban đêm. Chúng tôi hy vọng có thể mang tin vui đến cho gia đình của những người gặp nạn. Chuyên gia và giới chức địa phương bày tỏ lo ngại khi công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do sự hiện diện của cyanua trong lòng đất. Đây là một hợp chất hóa học có độc tính cao, được sử dụng để chiết xuất vàng từ quặng. Ông Basanran Asku, đại diện Liên đoàn Lao động Khai thác Mỏ Độc lập Thổ Nhĩ Kỳ nói với truyền thông trong nước, việc tìm kiếm những công nhân mất tích đòi hỏi sự hỗ trợ của thiết bị chuyên dụng và có thể phải mất nhiều thời gian. Tỉnh Özyurt nằm ở bờ bắc sông Karasu, một nhánh chính của sông Euphrates, chảy từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Syria và Iraq. Bộ Môi trường cho biết họ đã phong tỏa dòng suối chảy qua khu vực mỏ vàng lộ thiên để ngăn chặn ô nhiễm sông Euphrates. Theo AFP, các nhà hoạt động môi trường và quan chức địa phương đã thực hiện nhiều nỗ lực để đóng cửa khu mỏ sau vụ rò rỉ cyanua năm 2022. Mỏ vàng từng đóng cửa trong vài tháng nhưng sau đó hoạt động trở lại khi nhà điều hành mỏ nộp phạt. Điều này đã gây ra phản ứng dữ dội từ các đảng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ. Một chú báo Puma đã gây kinh ngạc cho những người chứng kiến khi nó bơi qua con sông rộng tới 200 mét ở miền nam Chile. Các nhân chứng là khách du lịch cho biết họ nhìn thấy nước bắn tung tóe trên mặt sông và nghĩ rằng một con vật nào đó đang chết đuối. Trước khi nhận ra đó là một con báo Puma đang cố gắng hoàn thành hành trình vượt sông của mình.
Ông Alberto Duet, bác sĩ thú y kiêm người quản lý phúc lợi động vật tại vườn thú Buin ở Chile xác nhận con vật được đề cập đến là một con báo bùn ma, loài động vật bản địa của châu Mỹ. Chuyên gia cho biết hành vi bơi đường dài không phổ biến đối với loài này. Theo ông Duet, báo bùn ma thường bơi để thoát khỏi kẻ săn mồi. Bất chấp sự hiểu biết phổ biến hiện nay, một số loài thuộc họ mèo lớn lại là những tay bơi lội giỏi, chẳng hạn như hổ. Theo Viện Sinh học Bảo tồn và Vườn thú Quốc gia Smithsonian, hổ là loài động vật bơi lội lão luyện. Chúng thường xuống nước để trốn ruồi hoặc giải nhiệt và có thể dễ dàng băng qua sông hồ rộng tới 8 km một cách dễ dàng. Sinh vật nửa người nửa thú Monotheciorat đã gieo rắc nỗi sợ kinh hoàng khắp đô thị Onsaso thuộc vùng tự trị Navarra, Tây Ban Nha trong ngày 13 tháng 2 với máu, lửa và những tiếng chuông đồng hồ vang vọng. Những sinh vật này dùng cây chĩa gỗ để chọc tức người dân địa phương trong lễ hội hóa trang chào mừng cho ngày thứ tư lễ tro 14 tháng 2 vì sử dụng máu lợn để bôi lên mặt đã dần được thay thế bằng phẩm màu nhân tạo sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Lễ hội kết thúc với màn khiêu vũ có sự đóng góp của Soninath, các phù thủy trong thần thoại xứ Panki và Okera, một ác quỷ đội lớp một con dê đực. Trong năm nay, những người tham gia lễ hội đã giơ cao quốc kỳ Palestine và đốt cờ Israel. Họ hét lên Palestine muôn năm. Khi được tổ chức trở lại từ những năm 1990, lễ hội này từng gần như biến mất dưới chế độ cằn cù bởi chính quyền lúc đó coi đây là một cách để khuyến khích hành vi say rượu và dâm đảng. Chương trình An ninh Trật tự Thế giới 24 giờ đến đây cùng kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.